Cảm ơn MC Lê Trường, cảm ơn tất cả các anh các chị trong phòng trà Bông Coffee. Chúc tất cả các anh các chị có một đêm nghe nhạc thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình. Và Hà Lê Thanh sẽ gửi tặng tất cả các anh các chị trong phòng trà hôm nay ca khúc Hà Tĩnh Quê ơi, một sáng tác của Ngô Sĩ Ngọc. Vượt qua ngàn bão tố,
thăm tàu anh ra khơi mênh mênh mang câu hò về vô quê. Anh thương em rồi tình ta chung đôi ta đưa nhau về. Cảm ơn tất cả các anh các chị, cảm ơn nhà công xinh đẹp.